Chào tất cả mọi người nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ làm cần để đi câu tôm mọi người ạ. Thì mình tối nay sẽ ra sống câu tôm mọi người để cho mọi người xem luôn nhá. Thì bây giờ mình làm cần đấy mọi người ạ. Đấy mọi người, cái cần thì mình sẽ làm từ cái tre này nhá mọi người. Nó bị khô rồi mọi người ạ. Cái tre hôm trước mình làm cái video làm lều ấy mọi người. Nhưng mà nó bị sập rồi mọi người. Giờ mình lại về để làm cần câu tôm mọi người ạ. Vọt sóng hai cái cần nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nội giấy với lười nha mọi người. Mình vừa vọt sóng hai cần mọi người ạ. Thì đấy là lười đấy nha mọi người. Lười này mình làm từ cái dây phanh của xe đạp ấy mọi người. Nó nhiều sợi ấy, mình tách ra rồi mài nó nhọn rồi uộn nhỏ nhỏ như thế này nha mọi người. Đầu này mình gặn chì này. Gặn chì để khi mình bỏ xuống để cho nó chìm ấy mọi người. Nó chìm xuống để cho bởi vì tôm nó ăn dễ đậy mọi người. Đấy nha mọi người. Đấy là mình làm bộn cái lười mọi người ạ. Mình buộc ở cứ một cân là mình buộc hai lười nha mọi người. Đấy. Thì giấy mình sẽ lấy cái giấy cái cước sấy này nha mọi người. Chỗ mình cái này gọi là cước sấy mọi người ạ. Thì nó một giấy này nó rất là nhiều sợi nhỏ nhỏ nha mọi người. Thì mình sẽ tách tách lại cái sợi nhỏ đấy nhá, lại một sợi nhỏ đấy thôi nha mọi người. Thì đấy nha mọi người, mình tách ra được hai sợi đây nữa nha mọi người. Thì bạn nào mà không có cước sấy này thì lại dây dây chỉ cũng được nha mọi người, hoặc là ra quặn mua loại cước nhỏ nhất nha mọi người, rồi làm giấy để câu tôm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ buộc cái dây vào lưới nha mọi người, cái lưới câu nhé. Là hai cân đấy nha mọi người, hai cân lúc này giờ mình làm đấy nhá. Thì bây giờ mình là lại mồi mọi người ạ. Bây giờ đi bắt mồi, mồi tức là mình phải đi móc trun đó mọi người, cái trun ở ngoài ruộng lúa ấy. Bây giờ mình móc trun để làm mồi ấy, để tội cấu luôn mọi người ạ. Thì mình bây giờ đi ra ruộng lúa để bắt trun đó mọi người ạ. Còn mình hãy dùng cái trun ở ngoài ruộng ấy rồi đi câu tôm mọi người ạ. Không biết sao hôm nay không thấy trun đâu mọi người ạ. Bình thường thì nó sẽ có cái ma nó ủi ủi dưới dưới này ấy, mọi người. Nhưng mà không biết hôm nay sao không thấy cái ma nào mọi người ạ. Đấy nhá mọi người, nó cái trun nó ở trên ruộng này. Bây giờ mình móc nó lên nhá. Đấy. Đấy nha mọi người, cái trun nhỏ nhỏ này nha mọi người. Đây cho mọi người xem nhé. Bọn mình câu tôm hay dùng cái loại trun này nhé.
Đấy nha mọi người, thì sau một hồi mình móc trôn thì cũng được mấy con mọi người, nói chung là cũng đủ cấu nha mọi người. Thì bây giờ mình về cắt rồi đến tối mình đi cấu nhá. Mấy con trôn rất là đẹp mọi người, rất là vừa luôn. Bây giờ bọn mình đang trên đường ra sông cấu nha mọi người. Đang đi trên đường thì gặp con nhện này nó mắc lưỡi giữa đường luôn mọi người ạ. Thôi kể mọi người đi. Tại Phải đi qua luôn nha mọi người. trời tài thầy Khó khiếp. Bây giờ mình đi ra sông ấy rồi nhá mọi người. Sông ở đâu kia nhá, nó hơi tội khó thảy mọi người ạ. Tội mình đi về thằng bàn đấy nhá mọi người. Bây giờ chuẩn bị đến chỗ cấu rồi mọi người ạ. Sông dưới này nhá mọi người. Ếch nhại kêu rất là nhiều. Một con rắn. Hôm đi thì gặp một con cóc rất là to nha mọi người. Đấy. Đấy chỗ này. Chỗ cấu bọn mình đấy nha mọi người. Đây là anh Thiều Vlog đấy, đang đi câu. Trời ơi. Chuẩn bị rã cân nha mọi người. Ừ. Quay đi sạng đây. Sạng à? Ừ. Có đèn flash này chứ? Không. Ơ. Cái đèn flash nó sạng nghi. Nói chung mình quay buổi đêm thì nó hơi hơi mờ mọi người ạ. Hỗ trợ ánh sáng. Một cái ánh sáng lên môi mọi người. Môi. Đấy, bây giờ anh Thiều đang lại tôn đá để móc để đi câu. Đây là chuẩn bị cho môi vào nha mọi người. Trun lúc chiều mình móc đấy nhá. Âm thanh ánh sáng ở sông đồng. Đêm hơi 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 đen đấy. Đây con trun này vô đây nha mọi người. Rất là thôi. Tắt chưa? Rồi. Mới thả 1 cân nhé mọi người. Bây giờ thả cân thứ hai. Ui khó móc dậy. Chưa câu được 1 lô. Được con mới không? Tôi đừng cắn đâu. Ăn được phết. Tố một mặt. Vứt. Một chơi hai lưới nữa. Ừ. 1 cân 2 lưới. Tục tặng là tránh hay. Đợi bố. Thích bắt đấy. Có con cạ nó vô bơi không ấy. Ủa trời anh còn nhại đuổi đi rồi. Giờ mình để cân đọ tốm nó ăn nha mọi người. Lặn quay lại lại sáu mọi người ạ. Bây giờ đi đây xem có con cạ nào không bắt luôn nha mọi người. Ủa rắn rắn rắn, rắn nước. Lâu nó có bắt. Đấy cái loại trộn trộn đây. Yeah. Trời ơi. Đây đó mới bỏ dừa cái bèo đó. Dừa cái bèo này này. Đó đó này gọi con tôm bò đó đó. Rồi thả xuống. Thả hồi chút lâu ăn đi. Kén. Đừng mình giỏi nữa. Sau một hồi cấu thì nhìn cô ấy cũng khả thí mọi người ạ. Ăn thua. Tốm thầy ăn uống gì cả. Bởi vì nước sống bẩn ấy mọi người.
tôm chết chết thiệt đâu mọi người ạ. Giảm rồi. Giảm. Nước sông bẩn quá, tôm chết thiệt mọi người. Mùi trâu nhiều hình. Mùi trâu nhiều hơn.